Mình tên là Ngọc Anh. Mình vừa xin được visa trở về và cảm giác của mình bây giờ thực sự là rất là vui. Và cảm giác vui quá, hồi hộp quá. Bây giờ nó vẫn đang còn rất là nhiều hy vọng miền đất Mỹ sẽ là một cái miền đất đầy hứa hẹn với mình. Mình lý do mình chọn Mỹ tại vì thực sự mình yêu âm nhạc từ nhỏ và mình rất là thích âm nhạc của Mỹ, và mình đã tìm cách để liên hệ bên công ty của mình và được nhờ chị Thúy tư vấn, và mình đã chọn được một trường mình rất yêu thích, đó là trường Richland College, có cái chuyên ngành âm nhạc tốt và em thích cái trường đó tại vì đã có những cái đoạn clip của nó và cảm thấy rất là thích về cái những nhạc cụ chơi trong đó, rất là thích. Nên là lý do đó là lý do duy nhất mình thích cái trường đó thôi. Có chỉ là hồ sơ thì tương đối là thuận lợi tại vì chị Thúy rất là nhiệt tình, từng cái chị hướng dẫn rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết rõ ràng coi là mình cần phải làm gì thì nên là mọi thứ rất là thuận lợi. Từng bước về học bạ, về tài chính, tất cả mọi thứ không phức tạp lắm đâu, em rất là thích, tất cả từ chị Thúy tư vấn, tại vì chị Thúy tư vấn rất là nhiệt tình và thậm chí là sau đó có những thắc mắc thì em luôn hỏi chị Thúy, và cả anh Khôi cũng vậy, rất là nhiệt tình, từng cái, thậm chí có nhiều cái em cũng không biết, bản thân em cũng không thể nào mà tìm hiểu được hết thì em cũng sẽ hỏi cả anh Khôi và chị Thúy, thì em thấy có sự tương tác rất là lớn, tại vì không những ở đây còn về nhà, còn Facebook, còn nhắn tin, tất cả mọi thứ cũng rất là nhiệt tình và nói chung là rất là ok, rất vui. anh khôi rất là cầu toàn tất cả, nên là anh Khôi cũng muốn là em phải biết thông tin về trường đó, rồi nói chung rất là nhiều cái chi tiết, tới mười mấy hai mấy câu hỏi lận, nhưng mà không, dựa vào đó thì em sẽ biết rất là nhiều thông tin về trường cũng như là bên Mỹ, môi trường sống, tất cả mọi thứ, về thời tiết, tất cả mọi thứ. Lời khuyên thì như bản thân Ngọc Anh, thì Ngọc Anh vô thì Ngọc Anh cười, cái điều đầu tiên là Ngọc Anh cười rất là tươi với họ, và Ngọc Anh nói cố gắng nhìn người ta một cách trực diện nhất, và Ngọc Anh nói lớn, tại vì nó có một cái kiến rất là cao, rất là dày, nên là Ngọc Anh cảm nhận thấy Ngọc Anh phải nói rất là lớn để người ta nghe mình nói cái gì, và tự tin có thể là tại vì bản thân Ngọc Anh cũng không nghe được câu hỏi, có thể Ngọc Anh phải nói người ta lặp lại 2-3 lần, nhưng mà ok, Ngọc Anh cứ hỏi là em không có nghe, có thể lặp lại được hay không, và người ta cũng rất là tự nhiên với mình thôi, người ta cũng sẽ lặp lại câu hỏi đó cho mình, và Ngọc Anh cũng trả lời một cái cách như tất cả anh chị ở đây đều hướng dẫn, một cách rất là bình thường. Thì như Ngọc Anh nghĩ là cách tự tin là nó chiếm nhiều phần trăm đó trong cái quyết định người ta có chọn trong đi đi có visa hay không. Bây giờ Ngọc Anh đã có visa rồi, và Ngọc Anh có lời khuyên là nếu các bạn có gì thắc mắc hoặc là không có chắc chắn về những cái đường hướng mình chọn lựa khi mà mình đi du học ở bên Mỹ, hoặc là bất kể những nước khác, thì các bạn có thể tới công ty tư vấn Tân Đại Dương và các bạn hỏi và các bạn tìm hiểu, nắm thêm thông tin, và các bạn Ngọc Anh nghĩ là các bạn sẽ có được những cái lời khuyên rất là hữu ích. Ngọc Anh chúc là tất cả các bạn đạt được những cái ước mơ mong muốn của mình, tới một cái miền đất nào đó, bất kể nước nào, thực hiện được ước mơ của bản thân mình.